Rồi em xin chào cô chú anh chị mình hết. Thì mình ngày vừa em lên Zalo với cô chú anh chị mình là mang chiếc thủy chung nuôi nha cô chú anh chị. Cái siêu già được. Hàng này già. Đây, em xây dòng cô chú anh chị mình xem nha. Cây già ép chậu mỏng luôn nha cô chú anh chị. Hay sơ xét là do nó mới lặt lá, hai lá mới á. Đang lên hoa cũng là khá luôn á. Chuẩn bị ra hoa luôn á. Thì dàn cốt cành cây này to nha cô chú anh chị. Đây. Dàn cốt cành to. Đó. Cây trục lắc ha. À, đi theo lối cây trục lắc nha. Cây hừng. Tàn. Cây hừng chậu ngay rễ đít luôn á. Rồi. Để em xây vòng lên cho cô chú anh chị mình coi cái phơm tàn đó nha. Đây cái dàn xương dầm rất là nhiều nha cô chú anh chị. Xương dầm rất là nhiều, hoa lên rất là nhiều luôn ha. Xương bên dưới đây. Xương sữa chi tiết nha. Cốt cảnh to ha. Cái quan trọng nhất sắp xảy ra là cái giá là siêu siêu luôn á. Rồi để em xây vòng rồi em sẽ báo thông số mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 1 nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Hoành gốc nó ở đây là 16,5 tới 16 nha. Hoành gốc là 16. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 26. Hết tán ngang. Hết tán ngang nó là 42 nha. Thì mã số 1 này em Zalo với cô chú anh chị mình là 390k nha. 390k là nhà vườn mình em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Cô chú anh chị em mình lưu ý là 390k mà bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Cây bự lắm á. Cây sạch sẽ không chất tột không gì hết nha cô chú anh chị. Cốt càng to luôn. Hàng này già lắm rồi nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 2 nha. Rồi em lên tiếp mã 2, số 2 nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp nha, đường thân đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cây già mà già tắn luôn á. Cây này hừng chậu ra rễ với đít chậu hết luôn á. Đế đẹp nha cô chú anh chị. Đế đẹp. Cây đang cho hoa luôn. Cây nó già, nó hơi sơ xét chút xíu là do mới hai lá, cây nó mới lặt lá hai lá, lá như vừa chút cũ. Lâu này tụi em mua của người ta còn ít cây, người ta bán giá mềm. Tụi em về bán giá mềm lại cho cô chú anh chị em. Thì cái hàng này thì hiện tại là nó đang có phần hữu cơ nha cô chú anh chị. Mà cây này ép cái chậu này nó vừa chơi được rồi. Mình chỉ tỉa lại cho chơi thôi. Nếu mình có muốn thay chậu khác thì mình chờ tầm 15 ngày nữa nha. Có phần hữu cơ. Chung là cây kiển anh em tụi em làm vườn tụi em chơi là nhưng mà cây thành phẩm của tụi em xài phần hữu cơ không à. Cho nó an toàn cái cây. Nó không có quá xanh tốt dữ dằn nhưng mà nó cây nó tốt bền và nó xanh bền, cái rễ của nó không bị hư, cây của mình cũng không bị hư luôn. Toàn bộ là khi mà cây thành phẩm là mấy anh em tụi em làm là xài phần hữu cơ không à. Cô chú anh chị mình có mua thì mình cứ ra tiệm mình nói người ta phân hữu cơ dành cho cây kiển là được nha cô chú anh chị. Hữu cơ nó có nhiều loại nhưng mà mình dành loại nào cũng được, nhưng mà mình khi mà thành phẩm ép chậu rồi cô chú anh chị em mình lưu ý là đừng xài phân hóa học nữa, nó sẽ dễ bị hư rễ hư cây của mình. Cây này cái thẹo nó cuốn rất là tốt luôn, còn có một xíu nữa hả. Đây, em cho cô chú anh chị mình coi cái phơm đó đây. Phơm lá nó có rụng một xíu nhưng mà xương dâm rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đó. Xương mình dưới đây, nhìn cốt rất là to nha. Cây già nha cô chú anh chị. Cái chậu cực kỳ mỏng luôn nha, đây, dễ ăn ra tới ngoài đít chậu luôn. Đó. Cái chậu hồi đã hết nhiêu tiền rồi, cái cây không mà bao ship có 390k. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số mã số 2 nha cô chú anh chị. Cây sạch sẽ, da nó già, không trái tột, không bị gì hết nha cô chú anh chị. Cây này lô cây này già lắm. Chuẩn bị lên hoa đẹp, nó búp búp. Nè, búp búp quá trời luôn. Hoành dốc ở dưới đây. Hoành dốc ở dưới đây là 14. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 24. Hết tán ngang của nó là 46 nha. Thì mã số 2 này em Zalo với cô chú anh chị mình là 390k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 3 nha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 cũng là một cây mang chiếc thủy trung lưu luôn. Cây cũng đi theo lối cây trực lắc nha. Sẹo cuốn gần hết rồi ha. Đây, phơm vàng xương dâm rất là nhiều luôn. Đang cho hoa luôn nha. Để em xây về vòng rồi em sẽ báo thông số mã số 3 nha cô chú anh chị. Cây phơm tàn quá trời mạnh luôn ha. Bình phơm. Cái này mấy cái búp búp này chuẩn bị nó cho bông đó nè. Cái này đúng không? Cây nó hai lá. Cái đẹp. 390k giờ cũng không còn cái gì để diễn tả thêm nữa. Cho mình chỉ chốt gì để bằng đà chơi nha. Đang cho cô chú anh chị coi cái phơm tàn đó đây. Nó mạnh phơm nha. Sườn bên dưới nè.
sương sửa chi tiết luôn. Cây đăng ký cây này thôi là vô dây xong rồi cũng lâu rồi đó. Rồi để em xây về vòng để em sẽ báo thông số mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 3 nha. Cái hoàng gốc ngơ đây, cái hoàng gốc ngơ đây là 12. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 25. Hết tán ngang, hết tán ngang nó là 43 nha. Thì mã số 3 này em giao lưu dưới cho chú anh chị mình là 390k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 4 nha. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Dạ dạ. Đây sẹo này cuốn là chính rồi nha. Dạ dữ luôn. Sẹo ngọn cuốn cũng khá tốt. Cây đèn hai lá. Muốn mấy cái đầu này nãy chuẩn bị nó ra bóp búp bông nữa. Rồi cái lá ít gì của chú anh chị mình dễ coi cái dàn xương đó. Xương dâm nó vậy khi gơ. Hòa lên rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Phơm tàn đây cô chú anh chị. Mịn phơm nha. Hòa. Xương bên dưới đây. Cái dàn cốt cạnh khá to. Thần chậu dễ ăn ra tới dính chậu nha cô chú anh chị. Rồi coi lại con sao luôn nha. Rồi để bây giờ em báo thông số của mã số 4 nha cô chú anh chị. Em xoay vòng, xoay vòng em báo thông số mã số 4 nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 4 nha. Cái hoành góc nó đây, cái hoành góc nó dưới đây là 16. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 25. Hết tán ngang, hết tán ngang nó là 38 nha. Thì mã số 4 này em giao lưu với chú anh chị mình là 390k nha. Là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Số 5 cũng là một cái mai chí thủy trung nu luôn nha. Lúc to, cô cây này già quá chị ạ. Già trắng luôn ha. Già trung nu da đen mà thành già trắng luôn. Nằm chậu mỏng nha. Cốt to nha cô chú anh chị. Em xây về dòng rồi em sẽ báo thông số mã số 5 nha. Cái phơm tàn ở đây. Dày phơm, xương nhâm rất là nhiều nha cô chú anh chị. Xương bên dưới đây. Rồi cốt cằm to nha. Rồi để em xây về dòng nữa rồi em báo thông số mã số 5 nha. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 5 nha cô chú anh chị. Cái hoành gốc nó ở đây, cái hoành gốc nó ở đây là, cái gốc nó ở đây là 15. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 22. Hết tán ngang, hết tán ngang của nó ở đây là 39 nha cô chú anh chị. Thì mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 390k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 6 nha. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha cô chú anh chị. Cái này đẹp xuất sắc thôi cô chú anh. Ý em nói đẹp là đẹp theo cái giá của cái cây nha. Nhưng mà 390k là cây này quá đẹp. Tại vì em, tụi em mua được giá mềm thì tụi em sẽ bán giá mềm mà. Tụi em lời cây 50.000, 100.000 là bán liền á. Cây này đế đẹp nha cô chú anh chị. Đế đẹp, thân đẹp, phun tàn đẹp, cây già, cầm nóng. Những cái sẹo cuốn rất là tốt nè. Cầm nóng đẹp. Cuốn rất tốt. Cây này so với cái giá 390k mà bao ship đó thì hết bài. Cốt cành to, cây già, đế đẹp. Cái phơm nữa đây cô chú anh chị. Mình tích luôn. Mình tích xương nhâm rất là nhiều nha. Cây đi hồi đó kìa thật lắc ha. Xương mình dưới đây. Rồi để em xây vài vòng nữa em báo thông số của mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 6 nha. Cái hoành gốc nó ở đây, cái hoành gốc nó ở đây là 13. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 26. Hết tán ngang, hết tán ngang nó là 45 nha. Thì mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 390k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha.
Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 7 nha. Rồi em lên tiếp mã số 7 nha cô chú anh chị. Mã số 7 cũng là một cho mấy chỉ thủy trung nu luôn nha. Qua tiếp phần vàng ha. Em xây về dòng em sẽ báo một số mã số 7 nha cô chú anh chị. Phơm tàn nó dày phơm, xương dâm rất là nhiều luôn. Phơm dày dữ luôn ạ. Kề rất là già nè. Cái phơm tàn này cô chú anh chị. Dày phơm, xương dâm rất là nhiều ha. Xương bên dưới đây. Cốt cằm khá to. Em cho hoa luôn nha. Thần chậu nha cô chú anh chị. Quá trời cái xương này. Xương bên dưới này. Rồi, để em xây vài dòng nữa rồi em báo thông số của mã số 7 nha. Rồi, bây giờ em báo thông số mã số 7 nha cô chú anh chị. Cái mình gốc nó đây. Mình gốc nó đây là 16. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 22. Hết tán ngang của nó là 37 nha. Thì mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 390k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 8 nha. Rồi em lên tiếp mã số 8 nha cô chú anh chị. Mã số 8 cũng là một cây mai chí thủy trung nu luôn nha. Em xây vào dòng em sẽ báo thông số mã số 8 nha cô chú anh chị. Đây là theo lối đi theo lối cây trực lát nha. Phơm tàn nhiều phơm, xương dâm rất là nhiều luôn. Hoa cũng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Phơm tàn nó đây, nó dày phơm ha. Xương bên dưới đây, dày cốt cằm to nha cô chú anh chị. Cái mặt đế này gì cô chú anh chị mình thấy khui thêm nữa nha. Đó. Rồi để bây giờ em xây vài dòng nữa để em báo thông số của mã số 8 nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 8 nha. Cái quần gốc nó đây. Quần gốc nó ở đây là 14. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 22. Hết tán ngang. Hết tán ngang của nó là 36 nha. Thì mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 390k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Thì mã số 8 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu như quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi, xin cảm ơn rất là nhiều ạ.